Tâm này đối với tâm lý không nên có tùy hỷ hồi hướng, dùng tâm không hai đồng thời phát khỏi. Tâm cũng không thể tùy hỷ hồi hướng, tự tánh tâm không. Nếu khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, thì có thể biết tất cả là bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa đều vô sở hữu, cho đến trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu. Đại Bồ Tát này biết tất cả Pháp đều vô sở hữu, nhưng lại có thể đem việc phước nghiệp câu hành, tùy hỷ, hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Tâm tùy hỷ hồi hướng như thế là không điên đảo Vì dùng vô sở đắc làm phương tiện Nên gọi là tùy hỷ hồi hướng Quả vị vô thượng tránh đồng bồ đề chân thật Hay quyển thứ 504